Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Đám cưới xuân và vĩnh biến thành đám đòi nợ. Mời các bạn cùng xem tập 12, Có hẹn với yêu thương. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Ngày cưới của Xuân và Vĩnh cuối cùng đã đến. Mặc dù bị ép lễ cưới bằng cách quá đáng từ bà hai, nhưng hai người vẫn quyết định đón nhận số phận và tiến tới duyên vợ chồng. Một niềm vui nhưng cũng rất áp lực đang chờ đợi họ khi tiến vào cuộc hôn nhân. Trước ngày cưới, ông bốn đã phát hiện nhiều điều lạ lùng và lừa dối của Vĩnh. Trong lúc ông dọn dẹp bàn thờ, ông tình cờ phát hiện tấm bằng mà Vĩnh khoe là niềm tự hào thì không hề là thật. Điều này khiến ông bốn hoàn toàn choáng váng và hoang mang không biết sự thật đằng sau. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ông bốn còn phát hiện một điều tồi tệ hơn nữa. Vĩnh đã mua thuốc an thần để đầu độc những người làm trong nhà, dẫn đến việc mất cắp tất cả chuối. Lọ thuốc của Vĩnh cũng đã bị ông bốn tìm thấy dưới gối, chứng minh cho việc này không phải là một sự hiểu nhầm. Vĩnh quỳ xuống trước tía, khẩn cầu và hứa rằng anh sẽ học hành chăm chỉ để đạt được tấm bằng, mà tía má sẽ hãnh diện. Dẫu lòng ông bốn không muốn trách móc con, ông đã tha thứ cho Vĩnh, tuy nhiên vẫn cảm thấy lo lắng và hoài nghi về hành động của con trai mình. Đến ngày cưới, bà con hàng xóm đã đến chúc mừng ông bốn và bà hai với sự ngưỡng mộ và hân hoan. Tất cả mọi thứ trở nên ấm cúng và hạnh phúc, nhưng không bao lâu sau, một điều kinh hoàng đã xảy ra. Một nhóm giang hồ bất ngờ xâm nhập vào đám cưới, yêu cầu hai gia đình trả nợ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều hoảng loạn và sợ hãi, không biết phải làm gì. Hôn lễ trở thành một cảnh hỗn loạn, và bọn giang hồ đã đuổi hết khách mời ra ngoài, đòi tiền nợ một cách hung dữ. Xuân và Vĩnh đang phải đối mặt với một khủng hoảng kinh tế khổng lồ, với những khoản nợ chồng chất và không biết phải làm sao giải quyết. Mọi kế hoạch của Xuân và Vĩnh đổ vỡ hoàn toàn, họ không thể tưởng tượng được điều gì đang chờ đón họ phía trước. Trong khi ông bốn và bà hai cũng cảm thấy vô cùng lo lắng về tương lai của hai đứa con và tương lai của gia đình. Liệu ông bốn và bà hai sẽ xử lý hai đứa con ra sao? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.